tất cả chư phật đều có vô lượng quang minh thường diệu có bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ màu sắc dùng để trang nghiêm tốt đẹp làm quang minh tạng sinh ra vô lượng quang minh viên mãn chiếu khắp mười phương không có chướng ngại đó là quang minh thường diệu trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ bảy của chư phật tất cả chư phật đều có vô biên sắc đẹp sắc đẹp đáng ưa thích sắc đẹp thanh tịnh tùy tâm mà hiện ra sắc đẹp chiếu sáng che khuất tất cả sắc đẹp ba cõi sắc đẹp vô thượng đến nơi bờ kia đó là sắc đẹp trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ tám của chư phật tất cả chư Phật đều ở trong giống Phật ba đời sinh ra, tích tụ các báu lành, rốt giáo thanh tịnh, không có nỗi lầm, lìa sự khinh chê của thế gian ở trong tất cả các pháp thủ thắng bậc nhất, dùng diệu hạnh thanh tịnh để trang nghiêm, thành tựu đầy đủ trí nhất thiết trí, chủng tộc thanh tịnh, không ai khinh chê được. Đó là chủng tộc Trang Nghiêm tối thắng vô thượng thứ 9 của chư Phật. Tất cả chư Phật đều dùng sức đại từ Trang Nghiêm thân mình rốt giáo thanh tịnh, không có khát ái, thân hành đã rất vĩnh viễn tâm lành giải thoát ai thấy được cũng không nhàm chán đại bi cứu hộ tất cả thế gian ruộng phước bậc nhất bậc thọ cúng dường vô thượng thương xót lợi ích tất cả chúng sinh đều khiến cho họ tăng trưởng chứa nhóm vô lượng phước đức trí huệ đó là đại từ đại bi công đức trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ mười của chư phật đó là mười phật tử chư phật thế tôn có mười pháp tự tại những gì là mười đó là tất cả chư phật đối với tất cả pháp đều được tự tại thấu đạt đủ thứ câu văn và nghĩa lý của câu diễn nói các pháp biện tài vô ngại đó là pháp tự tại thứ nhất của chư phật tất cả chư phật giáo hóa chúng sinh chưa từng thất thời tùy nguyện ưa thích của họ mà nói tránh pháp đều khiến cho họ được điều phục không có đoạn tuyệt đó là pháp tự tại thứ hai của chư phật tất cả chư phật có thể khiến cho tận cõi hư không vô lượng vô số đủ thứ trang nghiêm tất cả thế giới sáu thứ chấn động khiến cho thế giới kia hoặc lên hoặc xuống hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc hợp hoặc tan chưa từng não hại một chúng sinh nào chúng sinh ở trong đó chẳng hề hay biết không nghi không ngại đó là pháp tự tại thứ ba của chư phật Tất cả chư Phật dùng sức thần thông đều có thể nghiêm tịnh tất cả thế giới. Trong khoảng một niệm hiện khắp tất cả thế giới trang nghiêm, các sự trang nghiêm đó trải qua vô số kiếp, nói không hết được, thể đều lìa nhiễm thanh tịnh không gì sánh bằng. Việc nghiêm tịnh tất cả cõi Phật đều khiến cho bình đẳng vào trong một cõi, đó là Pháp tự tại thứ tư của chư Phật.